Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 3 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài thực hành xem đồng hồ tiếp theo Trang 125 Xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau An tập thể dục lúc mấy giờ Như vậy đây là cái kim này nó chỉ gần con số 6 Và cái kim này nó chỉ con số số 2 Nếu cái kim này xịt qua tí xíu thì 6 giờ Đúng 6 giờ Qua đây là 6 giờ 5 Qua đây là 6 giờ 10 Đây là 6 giờ 10 phút <laughs> An đi học An đến trường lúc mấy giờ à. Như vậy cái kim này cũng tương tự Giống như vậy Nên xịt qua tới xíu cũng đúng con 12 Thì gọi là 7 giờ Được Như vậy đây là chúng ta sẽ ra qua đây là 5 7 giờ 10 11, 12. Bây giờ là 7 giờ 12 phút. Câu C. An đang học bài lúc mấy giờ? Như vậy ngay trên này là Đây là Chịch của đây tí xíu là 10 rưỡi Được không? Cái, kim này nè, xịt qua đây là 10 rưỡi nè. Cái kim này nó nằm ở giữa số 10 và số 11. Bây ngay chỗ này là bao nhiêu đây? Đây là 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Được không? Như vậy là 10 giờ 24 phút. Đây là 10 giờ 24 phút. Nào, 10 giờ 24 phút. Câu D. Ăn, ăn cơm chiều lúc mấy giờ đây? Nên ngay như thế này thì chúng ta sẽ có hai cách nói. Thứ nhất là 5 giờ 45. Còn hai là 6 giờ kém 15. Đó. Như vậy là 5 giờ 45 phút. Cách thứ hai là 6 giờ kém 15 phút. Được. Yeah. 6 giờ kém 15 phút. Cách nói nào cũng được. Có nghĩa là còn 15 phút nữa thì đủ đủ 6 giờ. Câu tiếp theo. Câu A. An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? Đây à. đây là số chỉ gần con số 8 cây kim này, nếu như chỉ con số 12 là 8 giờ. Qua đây là 8 giờ 5. 6 7. 6 giờ 7 phút. À. Như vậy là chỗ này là 8 giờ. 8 giờ 5 6 7, như vậy là 8 giờ. 7 phút. Ừ. Rồi, cái kim này. Cái kim mà cái kim dài nó, nó nằm bên cái phần này nè. Thì chúng ta sẽ có hai cách nối nha. Hai cách nối. Cách nối là t... chính giờ uh, là kém hoặc là uh, à, hơn không kém được. Không? Cái kim phút này, này nó nằm từ bên cái cái nửa bên này nè. sẽ có hai cách nối. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ cách nối hai cách nối, cách nối là 10 giờ kém 5 10 giờ kém 5 phút Cách nối thứ hai là 9 giờ 55 phút 9 giờ 55 phút Được. Nhớ là cái kim nó nằm bên tay Bên nửa bên bên này Thì chúng ta sẽ có hai cách nối Đã qua trang tiếp theo Bài số 2 Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian Như vậy là nếu đây là đồng hồ điện tử Thì nó thể hiện là gọi là 24 giờ 24 giờ còn đồng hồ này nó thể hiện dạng 12 giờ chứ không có thể hiện được 24 giờ đây là thể hiện được 24 giờ nè. Đây là 19 giờ 3 phút. Gọi là 7 giờ 3 phút. 7 giờ tối 3 phút. Đây, cái kim này nè. Đây, cái đồng hồ này là Chỉ nè. 7 giờ 3 phút nè. Đây là giờ tối á. 13 giờ 25 phút. Như vậy là 1 giờ chiều á. 1 giờ chiều. Đây, cái này nè cái này đây đây luôn 20 giờ 17 phút là 8 giờ tối Đó. 8 giờ tối 17 phút là 8 giờ 17 phút đây cái kim cái đồng hồ này 8 giờ này 17 phút này giờ tối đó nha <laughs> 21 giờ là 9 giờ 9 giờ 5 phút 9 giờ tối đây, 9 giờ tối đây cái kim này chỉ 9 giờ <laughs> 17 giờ 50 phút Thì cái này là 5 giờ chiều á Khoảng 5 giờ chiều à 5 giờ chiều đâu Đây nè Cái đồng hồ này nè yeah. 14 giờ 14 giờ thì tính theo là 2 giờ à, 2 giờ chiều á 14 giờ41 phút đây <laughs> 14 giờ là 2 giờ chiều bài số 3 Thì sáng nay thầy nói về cái tại sao mà có cái 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 thời gian mà 24 đây ví dụ như là chúng ta sẽ tính là à, 0 giờ ha, 0 giờ là đúng 12 giờ này. Rồi tới 1 giờ sáng này. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng, 11 giờ trưa. Đó, 12 giờ trưa. Rồi qua đây á, qua là buổi chiều á thì có hai cách nói, cách nói là 13 giờ hoặc là 1 giờ chiều. Như vậy là đây là 13 rồi 14 giờ, rồi 15 giờ, 16 giờ, 17 giờ, 18 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 21 giờ, 22 giờ, là thuộc về ban đêm rồi. 23 giờ, giờ là 24 giờ. 24 giờ là ban đêm á, là khuya anh à, ban đêm, nửa đêm. Vậy chúng ta từ đây cũng qua qua đây là một giờ là cả ngày hôm sau. Đó. Cho nên đó gọi là 24 giờ. Còn cái đồng hồ của mình cái này nó nó chỉ là chỉ có 12 giờ thôi. Còn đây cái đồng hồ điện tử này nè mới chỉ được 24 giờ. Bài số 3 Đó là câu hỏi sau Câu A Xem với đồng hồ này là bao nhiêu đây? 6 giờ yeah. Này là 6 giờ 10 phút Hà đánh răng và rửa mặt Trong bao nhiêu phút? Đó. Như vậy là từ 6 giờ mới tới 6 giờ 10 phút là Là được 10 phút Đó. Như vậy là Hà đánh răng và rửa mặt Bao nhiêu phút? Như vậy là Trong 10 phút 6 giờ tới 6 giờ 10 là 10 phút. Qua cô B. Đây, bạn này thì đi học lúc 7 giờ kém. Tới 7 giờ. hôm nay là 7 giờ kém 5 là tới 7 giờ. Như vậy là từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút? Như vậy là 5 phút. Như vậy từ đây qua đây là còn 5 phút nữa là đủ 7 giờ. Đây là 5 phút. Câu C. Đồng hồ này là chỉ 8 giờ, đồng hồ này là 8 rưỡi, được Vậy là chương trình đây là cái chương trình này là bắt đầu, phim hoạt hình là bắt đầu là 8 giờ và tạm biệt kết thúc là lúc 8 rưỡi. Đó. Vậy là chương trình phim hoạt hình này là kéo dài bao nhiêu phút? Vậy là kéo dài 30 phút từ 8 giờ mới tới 8 rưỡi là cái dài là 30 phút à, 30 phút bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé xin chào các em